Con chào té. Dạ, con chào bác. Tới nhà tôi rồi đó, anh đi về đi. Thì dù gì cũng tới nhà rồi, không lẽ em không mời anh được ly nước trà sao? Tùy anh thôi. Anh ở đây chơi tí tôi đi, tôi xuống nấu cơm. Bác Mười, hôm nay bác mới đi đâu chơi hả? Sớm mời mới đi uống cà phê về. Bác Mười uống cà phê vậy hả? Vậy thôi, mỗi buổi sáng con chịu khó con chạy qua đây, con chở bác đi uống cà phê nha. Sao cũng được. Tía. Ê, cao kìa. Làm gì qua nhà tía tôi hoài vậy? Kệ tôi. Ủa, vô duyên. Tự nhiên cái bắt Mười là tía là sao? Mười, tôi là bạn trai hiện tại của Mộng đó. Cái gì? Ông là bạn trai hiện tại của Mộng? Ờ. Kệ ông chứ. Xin tự giới thiệu nha. Tôi là bạn trai tương lai của Mộng, cũng là chồng sắp cưới của Mộng. Ê, cái thằng kia, mày nói gì? Mày nói gì? Tụi bay tính đánh lộn trong nhà tao hả? Dạ thưa bác Mười, con là người tri thức lịch sự, con hơi đâu mà gây sự với mấy thằng này. Tía thấy nó nói vậy, ai mà không quạo. Bây giờ tao nói vậy nè. Ha? Quan trọng á là do con Mộng. Ha? Ha? Mộng chắc chắn là chọn con rồi. Bạn ơi, đừng vào đắc ý. 30 chưa phải là Tết. Mày... Ủa? Dặn rung tay nữa hả?